Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến học cùng nhóm học tiếng Pháp. Và bài hôm nay mình xin giới thiệu bài tiếp theo sau 4 bài về động từ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái thành phần không thể thiếu trong câu, đó là danh từ. Danh từ là phần thứ nhất. Phần hôm nay thì mình giới thiệu khái quát chung về danh từ, chức năng của danh từ trong câu và tại sao chúng ta phải học danh từ. Vì trong danh từ của tiếng Pháp thì phân loại thành hai giống, đấy là giống đực và giống cái, khác thì với tiếng Anh, khác với tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt của chúng ta. Vì vậy chúng ta nên phân biệt hai loại danh từ đấy một cách chính xác thì chúng ta mới có thể viết câu hoặc là nói hoặc là nghe hiểu mới đúng được. Và mục đích của bài này là mình tổng kết và khái quát hóa tất cả các dấu hiệu để nhận biết danh từ nào là danh từ giống đực, danh từ nào là danh từ giống cái cho các bạn. Ok. Và phần mở đầu thì mình xin nêu qua một vài cái tổng quan như sau. Thứ nhất là trong câu thì một câu đơn thường có chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ hoặc là tuần ngữ. Đấy, có thể có thể cười không? Ví dụ tôi ăn hoặc là tôi ăn cơm thì tôi là chủ ngữ, ăn là vị ngữ và cơm là tân ngữ. Đấy. Ví dụ thế. Thì trong tất cả các loại ngôn ngữ thì cũng đều có cấu trúc như vậy thôi. Do vậy mà chúng ta phải học từng cái đơn vị một. Thế là động từ của trong câu thì thường thường đóng vai trò là vị ngữ. Và danh từ của trong câu thường thường đóng vai trò là chủ ngữ. Và một chủ ngữ thì cấu thành bởi một hoặc là nhiều danh từ khác nhau. Và đôi khi cái danh từ đấy được kết hợp với tính từ hoặc là trạng từ. Về tính từ và trạng từ thì chúng ta sẽ học ở các bài tiếp theo sau của mình. Và hôm nay mình chỉ tập trung vào danh từ, chỉ có danh từ mà thôi. Thứ hai, như mình đã nói ở phía trước, là phân loại danh từ ở trong tiếng Pháp nó khác với trong tiếng Anh, khác với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Là danh trước mà danh từ có thể có mạo từ xác định như là lơ, la, lì. Lơ thì dùng cho danh từ giống đực, la dùng cho danh từ giống cái và lê là danh từ số nhiều, kể ra giống cái hay là giống đực. Hoặc là mạo từ không xác định như là ong hoặc là uyên. Ong là cho danh từ giống đực, còn uyên cho danh từ giống cái. Đấy. Ví dụ, đây là ví dụ như là le succès, tức là sự thành công. Ví dụ thứ hai như là le secret de la coloration. Đấy. Còn đây là mạo từ xác định, còn mạo từ không xác định là une fois, tức là một lần. Encore une fois. Ví dụ thế. Lần nữa nào. Đấy. Từ không xác định nữa là un geste simple. Simple. Mình đọc hơi ảnh hưởng của tiếng Anh, tại vì tiếng Anh mình fluent hơn. Ce cocktail, ce que je viens de préparer. À, cái này mình thiếu dấu sắp hay là ghê ba ghê voilà. Đấy. Có nghĩa là cái cốc tai này tôi vừa mới chuẩn bị, hoặc là tôi vừa mới chuẩn bị cái cốc cốc tai này. Là votre propriétaire, là chủ nhà của bạn. Khi mà mình thuê nhà chẳng hạn thì có mình là người thuê nhà, còn người còn lại là propriétaire.
reaction, tức là những cái phản ứng của cô ấy. Đấy, đấy là toàn bộ cái phân loại của danh từ. Khi mà danh từ đi với mạo từ xác định, mạo từ không xác định, tính từ sở hữu, thứ mình sẽ nói chi tiết vào slide sau. Phân loại. Bây giờ chúng ta sang chức năng, nói sơ qua về chức năng của danh từ. Danh từ có thể làm chủ ngữ của động từ. Ví dụ, đi đăng plant sông tăng tụt athetic major. Hoặc là làm bổ ngữ của chủ ngữ hoặc là tân ngữ. Ví dụ như là il est devenu un footballeur célèbre. Anh ấy trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Hoặc là tân ngữ trực tiếp hoặc là gián tiếp. Ví dụ như là avant de prendre le volant, tức là trước khi lái xe, hoặc là se complément công việc à tous les jeunes qui veulent contrôle le poids, tức là thực phẩm bổ sung này thì thích hợp cho các bạn trẻ muốn kiểm soát cân nặng của mình. Và biểu đạt chung với giới từ, ví dụ như là n'oubliez pas de boire avant, pendant et après les efforts, tức là đừng quên là uống trước, trong và sau khi làm việc gắng sức, làm việc nặng nhọc ấy. Đấy, và đây là phần trọng tâm của bài ngày hôm nay, tức là giống của danh từ. Giống thì phụ thuộc vào giới tính, tương tự như trong tiếng Anh. Thì trong trường này, trường hợp này chỉ có một số danh từ thôi. Trong hôm này thì giới tính nam sẽ là danh từ giống đực, còn danh từ chỉ giới tính nữ sẽ là danh từ giống cái. Nhưng mà hầu hết phần lớn giống của danh từ trong tiếng Pháp là thuộc về vấn đề về ngữ pháp và để phù hợp với cách chiều trong câu hoặc là để đúng chính tả. Tôi là ví dụ, mình lấy ví dụ như là person và victim luôn luôn ở giống cái, mặc dù đối tượng được đề cập đến là nam hay là nữ. Là vì một ví dụ khác là doctor và professor luôn luôn là giống đực, mặc dù đối tượng đó là nam hay là nữ. Đấy. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là có rất nhiều danh từ như vậy thì làm sao để chúng ta nhìn một danh từ và chúng ta biết một danh từ đấy là giống đực hay là giống cái? Để trả lời cho câu hỏi này thì trước hết chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là tại sao chúng ta phải xác định được danh từ đó là giống đực hay là giống cái. Vậy, như mình đã nói ở phía trước là đây là vấn đề về ngữ pháp, cho nên việc xác định danh từ và giống của danh từ cực kỳ quan trọng để biết được nghĩa của câu. Ngoài ra, giống của danh từ còn phải tương hợp với tính từ và phân từ quá khứ nữa, cho nên sự hiểu đúng về giống của danh từ là cực kỳ quan trọng. Và rất may là chúng ta có một vài dấu hiệu để nhận biết giống của danh từ. Nhưng mà một phần không may nữa là vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Và trường hợp ngoại lệ này thì chúng ta phải học thuộc, hoặc là trong cuộc sống chúng ta dùng nhiều, làm bài tập nhiều thì chúng ta sẽ dần dần quen mà thôi. Không có gì khó khăn cả. Như vậy, bài hôm nay mình sẽ nói về dấu hiệu nhận biết danh từ nào là danh từ giống đực. Thứ nhất là dựa vào nghĩa của từ. Cái phân nhóm mà dựa vào nghĩa của từ thì chúng ta có thể biết được danh từ đó là giống đực hay là giống cái. Ví dụ mình liệt kê ra tất cả các trường hợp như sau. Thứ nhất là tên của các thứ trong tuần. Mình lấy ví dụ. Mỗi trường hợp thì mình chỉ lấy hai ví dụ thôi để tránh loãng bài và thời gian record video quá là lâu. Nhân đây thì mình nhận thấy là các bạn khi mà mình tải video lên thì thường thường các bạn có học hết bài không? Hay là chỉ tua hoặc là chỉ xem 1 phút rồi các bạn đi ra? Mình không chắc là các bạn học hết bài. Nếu mà các bạn học hết bài thì các bạn trả lời dưới comment cho mình nhé. Đấy, thì mỗi trường hợp mình chỉ lấy hai ví dụ. Thứ nhất là tên của các thứ trong tuần như là dimanche, le dimanche, chủ nhật,
Le mercredi thứ tư. Tên các tháng, ví dụ như là le janvier tháng 1, le mars tháng 3. Tên các mùa như là le printemps mùa xuân, l'été mùa hè. Tên ngôn ngữ như là le vietnamien là tiếng Việt, còn le français là tiếng Pháp. Tên của các loài cây và những cây bụi nhỏ, ví dụ như là le chêne cây sồi, hoặc là le poirier cây lê. Nhưng mà có trường hợp ngoại lệ là inopepin là cây táo gai, hoặc là la cornes cây mâm xôi, hoặc là la vigne cây nho. Đấy. Và tên của các loại format và rượu ở Pháp thì có rất là nhiều loại format và rất là nhiều loại rượu. Tí cái gì cũng có. Format có tất cả, hình như là có một năm có 365 ngày thì có 365 loại format tất cả thì phải. Ví dụ như là format như là Le Prix, Le Camembert, đây là hai loại format mà mình lấy ví dụ ở đây. Còn rượu sẽ là Le Champagne, rượu Champagne ấy, là Le Bordeaux, rượu của vùng Bordeaux. Tên của các kim loại và chất khoáng, ví dụ như là Le Cuivre là đồng, Le Mercure là thủy ngân. Các trường hợp ngoại lệ như là Emerald là ngọc thạch, La Bague là ngọc trai, và La Rose là đá. Và những cái danh từ này, những các cái trường hợp này mình kể ở đây đều là danh từ giống đực, loại danh từ giống đực cả. Vì vậy mà nếu để học thì chúng mình sẽ chỉ cần nhớ các trường hợp ở đây và chỉ học thuộc các trường hợp ngoại lệ, thế là xong. Ví dụ đây có một trường, có hai trường hợp ngoại lệ, à ba trường hợp ngoại lệ, ở đây thì cũng có ba trường hợp ngoại lệ đấy. Còn trường hợp nữa là tên của các màu sắc thì luôn là giống đực, ví dụ như là le jaune màu vàng, hoặc là le rose màu hồng. Tên của đơn vị cân nặng đo lường, hoặc là số, ví dụ như là le litre là lít, le cat là 1/4, hoặc là le six là số 6. Trường hợp ngoại lệ chúng ta cần lưu ý ở đây là le moitié một nửa, ví dụ như là nửa lạng chẳng hạn. À, la moitié, mình xin lỗi, la moitié. Những số tận cùng là n như là la soixantaine là 60 thì cũng là giống cái đấy. Mình chỉ lưu ý trường hợp ngoại lệ như thế này thôi. À, tên một chức danh của người đổi tận cùng bởi e và tận cùng bởi in, ví dụ như là le directeur là hiệu trưởng, hoặc là giám đốc, le docteur bác sĩ. Và như mình nói ở lần trước, le professeur chẳng hạn là giáo sư, giảng viên trường đại học ấy. À, tận cùng bởi in như là le parisien. Le parisien là người dân Paris ấy. Còn le pharmacien là dược sĩ. Tên của hãng tàu thủy, ví dụ như là le France, le Reine Elisabeth. Tên của hãng máy bay như là le Concorde, le Boeing. Và ngoại lệ ở đây là la Caravelle. La Caravelle là cái gì mình cũng không biết, lần thì mình gặp. Cách phân biệt thứ hai là dựa vào cấu trúc của danh từ. Cái này thì chúng ta dựa vào phần đuôi của danh từ để chúng ta nhận biết được đấy là giống đực hay là giống cái. Trong bài ngày hôm nay thì mình chỉ tập trung chia sẻ với các bạn về giống đực mà thôi. Thứ nhất là danh từ cấu tạo bởi động từ nguyên thể, ví dụ như là le coucher giờ đi ngủ, le devoir nhiệm vụ, hoặc là le rire là tiếng cười. Những danh từ này là danh từ cấu tạo bởi động từ nguyên thể le coucher. Động từ nguyên thể ở đây là coucher. Le devoir là động từ nguyên thể ở đây là devoir. Le rire, động từ nguyên thể ở đây là rire. Danh từ trường hợp tiếp theo là danh từ cấu tạo bởi tính từ, ví dụ như là le possible là có thể, hoặc là le sérieux là sự nghiêm trọng. Danh
Trường hợp tiếp theo là danh từ kết thúc bởi ac, ví dụ như là le spectacle, chương trình, hoặc là un obstacle, là một rào cản, một chướng ngại, thì đều là danh từ giống đực. Danh từ tận cùng bởi as, ví dụ như là le clonage, là nhân bản, hoặc là le maquillage, là trang điểm, thì cũng là loại danh từ giống đực. Nhưng mà trường hợp ngoại lệ là unibus, là một bức tranh, là hình ảnh, thì image ở đây sẽ là dùng cái. Đấy, chúng ta phải lưu ý trường hợp ngoại lệ. Đấy, danh từ tận cùng bởi ai, ví dụ như là le palais, cây chổi, anese, nese là sự cố gắng. Mình đánh nhầm. Sự cố gắng. Hoặc là danh từ tận cùng bởi ai là le détail, chi tiết, le travail, công việc. Danh từ tận cùng bởi a như là le certificat, tức là chứng nhận, giấy chứng nhận ấy. Le résultat, đấy, le résultat là kết quả. Còn danh từ tận cùng bởi e, ví dụ như là le café, cà phê mình uống ấy. Le péché, tội lỗi. Chú ý trường hợp ngoại lệ như là une acné, là mụn, mụn trứng cá ấy. La clé, chìa khóa. Đấy. Trường hợp tiếp theo là danh từ tận cùng bởi ô, ví dụ như là le cago, hoặc là le plateau. Nhưng mà chú ý trường hợp ngoại lệ là nước mình uống á. Vino là nước, hoặc là labo là da, làn da. Trường hợp tiếp theo là danh từ kết thúc bởi ed, ví dụ như là anh nhanh tép mệt, là giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu chẳng hạn. Đó là le gamet, tức là phương thuốc chữa bệnh, thì là danh từ giống đực. Hoặc là danh từ tận cùng bởi s, ví dụ như là le collège, le manège, đấy. Hoặc là danh từ tận cùng bởi a, ví dụ như là le soleil, le sommeil, giấc ngủ. Danh từ tận cùng bởi em, ví dụ như là le problème, vấn đề, hoặc là le système, hệ thống. Nhưng mà trường hợp ngoại lệ đây là la crème nhé. La crème tức là kem, kem trong sữa. Danh từ tận cùng bởi s, ví dụ như là le progrès, là sự phát triển, le succès, là thành công. Đấy, là danh từ giống đực. Danh từ tận cùng bởi e, chẳng hạn như là le projet, dự án, là le secret, bí mật. Đấy. Danh từ tận cùng bởi e, ví dụ như là le deuil, quần áo tang, đồ tang, hoặc là le seuil, ngưỡng, cửa. Ngưỡng. Danh từ tận cùng bởi hier, là le calendrier, lịch, lịch treo tường, hoặc là le papier, là giấy. Danh từ giấy tờ, danh từ tận cùng bởi in, ví dụ như là camping, cắm trại, hoặc là le parking, bãi đỗ xe. Danh từ tận cùng bởi isme, ví dụ anorganisme, anorganisme, một sinh vật hoặc là một cơ quan, hoặc là le scepticisme, là sự hoài nghi, chủ ngữ, chủ nghĩa hoài nghi. Mình thuộc hay chủ nghĩa hoài nghi. Danh từ tận cùng bởi hoa, ví dụ như là le miroir, chẳng hạn là cái gương, le peignoir, là áo choàng tắm. Tận cùng bởi u, ví dụ như là le chou, bao cải, hoặc là le genou, cái đầu gối. Danh từ tận cùng bởi ơi, ví dụ là ăn nắc cơi, là bàn áo tiếp, tiếp khách, là ăn nó gầy, là sự tự hào. Còn danh từ tiếp theo tận cùng bởi ước, ví dụ như là Carrefour, mình thiếu đấy. Ví dụ như Carrefour, ngã tư, hoặc là Le Retour, sự quay trở lại. Và đây có ngoại lệ là La Cour, là cái sân, La Tour, là tháp, ví dụ là Tour Eiffel, là tháp Eiffel,
đây nghĩa khác với từ le tour nha. Bạn chú ý danh từ tận cùng với oi, ví dụ như là un emploi là công việc, le tournoi là giải đấu, ngoại lệ là la foi niềm tin và la loi luật. Danh từ tận cùng bởi o, ví dụ là le numéro là số, là le zéro là không zéro. Mình gọi le zéro. Nhưng mà trường hợp ngoại lệ là la dynamo, tức là cái máy phát điện. Danh từ tận cùng bởi mong là le divertissement, tức là giải trí, hoặc là le paiement, tức là khoản thanh toán. Ngoại lệ, chúng ta lưu ý phần ngoại lệ là l'argument, tức là còn cái danh từ tận cùng bởi y, ví dụ như un appui, chỗ nương tựa là le parti, đảng. Ngoại lệ là le fourmi, tức là con kiến. Danh từ tận cùng bởi er này có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất là đọc bằng E, cách đọc thứ hai đọc là R. Cách đọc bằng E như là le clocher, le petit déjeuner, bữa điểm tâm ấy. Còn cách đọc R, ví dụ như là le cancer hoặc là le starter. Đấy. Trường hợp ngoại lệ là la cuillère, tức là cái thìa, và la mer tức là biển. Danh từ tận cùng bởi gram, ví dụ như là le kilogram, cùng bởi mét, ví dụ như là le centimètre. Cái này lại nhảy nhầm sang tiếng Anh. Centimètre. Scope, ví dụ như là magnetoscope, cái máy ghi âm ấy, tape recorder, máy ghi âm đấy. Và cuối cùng là các danh từ tận cùng bởi các phụ âm, ví dụ như phụ âm C, phụ âm D và các phụ âm như là G, L, R, T, như là mình đã nói ở tất cả các trường hợp trên đây đấy. Và cuối cùng động từ à, các danh từ xin mình xin lỗi danh từ tận cùng phụ âm C, ví dụ như là lơ lắc, lơ xác. Còn động từ phụ danh từ kết thúc bởi phụ âm D, ví dụ như là le beau, le bien đấy. Mình thiếu cái này, các nghĩa của cái này dễ rồi, các bạn biết rồi đúng không? Đấy, đấy đấy là xong phần thứ nhất của danh từ, là khái quát về danh từ và danh từ, các dấu hiệu nhận biết và các đúng rồi, các dấu hiệu nhận biết đó là danh từ giống đực hay giống cái. Và vừa rồi mình đã trình bày những dấu hiệu nhận biết về danh từ giống đực, và bài tiếp theo ngày mai mình sẽ giới thiệu với các bạn các dấu hiệu nhận biết về danh từ giống cái. Đấy. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi và học cùng nhóm. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngày mới tốt lành.